Kênh Bán Nhà 17 Chính Chủ xin kính chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay em ra em review căn nhà tại phường Phú Mỹ, quận 7 nha anh chị. Nhà thì có diện tích ngang 5, dài 18m. Nhà một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ. Sân thượng, chủ nhà muốn bán cái giá là 10 tỷ 6 nha cô chú anh chị. 10 tỷ 600 triệu còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào xem kênh Bán Nhà 17 Chính Chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà, liên hệ cho em số điện thoại là 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Phương quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình tham khảo căn nhà. Nhà thì ngay trung tâm quận 7 nha anh chị. Khu dân cư Phú Mỹ, quận 7. Đây là gara xe hơi thì cô chú anh chị về mình đổ xe hơi đây luôn. Ở trên đường này thì em có hai căn là diện tích là ngang 5 dài 18, giá thì một căn là 10 tỷ 6, một căn 11 tỷ 6 nha anh chị. Đây là đường bằng cờ. Đó, đây là mình đi ra ngoài Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Lương Bằng. Đó, đường bằng cờ. Trước nhà mình là view sông nha anh chị. Đây là view sông. Đó, view sông. Đây là căn nhà. Đây là không gian trước nhà nha các chú anh chị. Khu này thì nhà mình là diện tích xây là ngang 5 dài 18. Nhà thì gara xe hơi đậu trong nhà. Tường ở từ tường 20. Cô chú anh chị về muốn xây lầu lên thêm một lầu nữa vẫn được nha anh chị. Hiện giờ là nhà mình ăn 2 lầu 3 phòng ngủ. Có phòng ngủ dưới đất nha anh chị. Hướng chính là hướng nam. Đây gara xe hơi này cô chú anh chị về bên đây. Ngoài mình có cửa sắt. Trong thì cửa nhôm Sifa 4 kính, có kính nha anh chị. Đây là cái sân. Sân trước. Nhà thì view sông nha anh chị. View sông. Đây là không gian phòng khách nè. Giá thì 10 tỷ 600 triệu còn thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng. Cô chú anh chị có nhu cầu, cô chú anh chị muốn đi xem nhà, liên hệ cho em số điện thoại là 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Nhà thì phường Phú Mỹ, quận 7. Thì đây ra ngoài khu Phú Mỹ Hưng không tới 5 phút nha anh chị. Ngay Phú Mỹ Hưng luôn, khu Belleza hay là khu chung cư Phú Đức Khải nha anh chị. Phạm Hữu Lầu về qua. Nhà thì full nội thất như hình nha anh chị. À, diện tích thì ngang 5 dài 18. Nhà một trệt 2 lầu, có sân thượng trước. Giá chủ nhà muốn bán giá là 10 tỷ 600 triệu còn thương lượng chính chủ. Mua bán chủ nhà tặng tivi, sofa. Rồi máy lạnh, giường ngủ đầy đủ nha anh chị. Full nội thất như hình. Gara xe hơi thì đậu trong nhà. Thì ở trong đây phường Phú Mỹ thì em đang có 3 căn, 4 căn bán nha anh chị. 5-18, 4-18, giá là 11 tỷ mấy không à. Đó, nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu đi xem nhà cứ liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Đây là không gian vệ sinh thì có nhà vệ sinh rất rộng rãi nha anh chị. Riêng đặc biệt nhà này thì có cái phòng ở dưới đất để cho người lớn tuổi mình không lên lầu được á thì mình ở nha anh chị. Đây là cái phòng ở dưới đất. Để cho người lớn tuổi mình không lên lầu được, đâm ra là mình ở dưới đây thoải mái. Nhà thì tủ áo, âm tường, sofa, rồi giường ngủ, máy lạnh là có đầy đủ. Giá thì 10 tỷ 600 triệu còn thương lượng chính chủ. Nhà ở phường Phú Mỹ, quận 7. Đường khu dân cư Phú Mỹ nha anh chị. Khu dân cư Phú Mỹ, quận 7. Thì ngay Nguyễn Lương Bằng mình quẹo qua một cái là tới khu Belleza hay là khu chung cư Đức Khải đó, Phạm Hữu Lầu á. Đây cô chú anh chị vô trung tâm quận 1 tầm 20-25 phút nha cô chú anh chị. Đó, đây là một phòng dưới đất. Thì cuối nhà thì có cái không gian nhà bếp. Đây là không gian nhà bếp. Ở trên đó thì tủ kệ bếp, ở dưới là bếp điện từ. Riêng nhà mình thì có máy hút khói ra ngoài rồi nha anh chị. Đây là mình nấu là mình mở cái máy lên là hút ra ngoài luôn, không có bị nóng. Đây là bếp điện từ. Giá thì 10 tỷ 600 triệu còn thương lượng chính chủ.
Nhà thì khu dân cư Phú Mỹ, quận 7. Em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà ở khu dân cư Phú Mỹ, quận 7, nhà diện tích ngang 5, dài 18 m, nhà một trệt, hai lầu sân thượng, 3 phòng ngủ, chủ nhà muốn bán cái giá là 10 tỷ 600 triệu còn thương lượng với chủ. Em mời cô chú anh chị mình lên trên lầu 1 nha, gara xe hơi đậu trong nhà. Này cô chú anh chị mua về mình kinh doanh mua bán rồi hay mở văn phòng công ty làm spa rất đẹp nha cô chú anh chị. Nhà thì view sông. Kiến thì kiến cường lực, thanh thì thanh gỗ. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 chú chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Đây chính giữa thì có không gian trống này. Cô chú anh chị về có thể mình làm phòng xông hơi chỗ này. Còn không thì mình để cái sofa chỗ này mình ngồi mình nghỉ ngơi cũng rất đẹp nha anh chị. Bên hông thì mình còn một cái không gian trống mình lấy gió vô rất là thoáng nha anh chị. Đây, hộp ghen đây. Đó, lấy gió vô rất là thoáng. Nhà thì ngay trung tâm quận 7. Cách Phú Mỹ Hưng không quá 5 phút. Đây là phòng sau lầu 1 nha anh chị. Nhà thì mua bán full nội thất như hình. Sau thì có cửa sổ rèm cửa hết rồi. Tỷ 600 triệu còn thương lượng chính chủ. Đây là kệ tivi, đây là sao nè. Nhà thì full nội thất, em mời cô chú anh chị xem phòng trước. Phòng nữa là hai phòng của lầu 1 nha anh chị. Nhà vệ sinh thì khá rộng rãi luôn. Đây nhà vệ sinh đây, khá rộng rãi, rất lớn luôn. Nhà thì khu dân cư Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích thì ngang 5, dài 18 m. Nhà một trệt, hai lầu, 3 phòng ngủ. Chủ nhà muốn bán cái giá là 10 tỷ 6 còn thương lượng chính chủ. Nhà thì full nội thất. Đó, hướng chính thì hướng nam, view thì view sông nha anh chị. Đó, bên hông bên đây mình còn một cái không gian trống mình lấy gió trời rất là mát này. Đó, bên kia là view sông. Cửa, tất cả cửa nhà là cửa nhôm Sifa cao cấp hết. Tủ áo, giường ngủ, máy lạnh. Đó, cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Đây là rèm cửa nè, đây là ban công của lầu 1 trước nhà nè, đường thì 8 m luôn. Đó, bên đó là view sông nha anh chị, view sông thì rất thoáng. Nhà thì mặt tiền đường số, năm ra cô chú anh chị mua về là mình mở tiệm xì ba kinh doanh mua bán thì đa ngành nghề, xe hơi thì chạy hai chiều. Đó, cô chú anh chị nhà này, riêng nhà này á, là người ta đã ép cọc sẵn hết cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích xây thêm một lầu nữa vẫn được nha cô chú anh chị. Tại vì nhà đang xây là tường 20. Tường thì tường 20. Cọc thì ép sẵn luôn, cô chú anh chị về xây thêm lầu nữa là thành 3 lầu vẫn được. Em mời cô chú anh chị mình đi lên lầu 2. Cửa thì nhà này cửa gỗ nha anh chị. Em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà ở khu dân cư Phú Mỹ, quận 7. Nhà có diện tích ngang 5, dài 18 m, nhà một trệt, hai lầu sân thượng, 3 phòng ngủ, chủ nhà muốn bán cái giá là 10 tỷ 600 triệu còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị mua về kinh doanh mua bán được, còn cho thuê cũng được luôn nha cô chú anh chị. Nhà này cô chú anh chị cho thuê thấp nhất cũng được 25 triệu, 30 triệu trong thời điểm này. Đây là lầu 2 nha anh chị.
Lầu 2 thì có phòng thờ riêng, phòng giặt riêng. Đây em đưa cô chú anh chị xem là bên đây là phòng giặt nha anh chị. Đây chỗ này là phòng giặt. Đó, phòng phơi đồ mình đây. Chủ nhà đã trang bị sẵn cho mình hết rồi. Giá thì 10 tỷ 600 triệu. Đây là phòng thờ. Không gian phòng thờ thì cũng nghiêm trang, rộng rãi. Nhà thì view xong. Đây sân thượng trước nha anh chị. Ở bên đó là chung cư Đức Khải á. View xong, đây là chỗ này là mình leo lên bồn. Hệ thống máy nước nóng là máy nước nóng năng lượng mặt trời nha anh chị. Chủ nhà đã gắn sẵn cho mình hệ thống máy năng lượng mặt trời rồi. Đây là view xong nè. Bên đó là khu dân cư Đức Khải. Đây là khu dân cư Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cây xanh chủ nhà để sẵn cho mình, trồng chanh, trồng cây mai rồi rất đẹp nha anh chị. Em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà ở khu dân cư Phú Mỹ, quận 7. Diện tích nhà thì ngang 5 dài 18m, nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Chủ nhà muốn bán cái giá là 10 tỷ 600 triệu còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà 7 chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.